Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 sẽ diễn ra sự kiện Hương rừng U Minh với chủ đề Hành trình đến du lịch xanh với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút khách nhiều nơi đến tham quan trải nghiệm. Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, thời điểm này, Công an huyện U Minh đã và đang quy động tối đa lực lượng nhằm phục vụ tốt cho sự kiện này. Bên cạnh quy động tối đa lực lượng, Ban Chỉ huy Công an huyện U Minh còn tăng cường phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt là xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động tại sự kiện Hương rừng U Minh. Cái tổ chức sự kiện Hương rừng U Minh năm nay thì trùng vào cái dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Theo dự đoán thì cái lượng nhân dân đến là tham gia dự cái sự kiện này đông, trong cái bà con ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng như là các cái tỉnh lân cận để về đây tham dự. Thì trước cái sự mà tình hình như vậy thì chỗ Ban Chỉ huy Công an huyện U Minh chủ động xây dựng cái kế hoạch và cái phương án bảo vệ cho cái sự kiện Hương rừng U Minh. Thì chúng tôi thì cũng có cái bố trí là coi như các cái lực lượng để tham gia là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân về tham dự cái sự kiện lần này. Tuần tra kiểm soát giao thông là khép kín địa bàn, nhất là về cái đường bộ, đường thủy nội địa. Thì trong cái thời điểm này thì chúng tôi là coi như là cương quyết không để xảy ra cái tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên cái địa bàn cũng như là khu vực tổ chức cái sự kiện Hương rừng U Minh. Tại các địa điểm diễn ra hoạt động của sự kiện Hương rừng U Minh, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống cháy nổ cũng được Công an huyện U Minh triển khai kế hoạch phương án một cách chặt chẽ và cụ thể. Tại các cái điểm cái tổ chức cái sự kiện lần này thì chúng tôi cũng đã là bố trí các cái lực lượng kể từ cái cơ sở rồi cũng như là các cái lực lượng nghiệp vụ chức năng của các đội nghiệp vụ là phối hợp nắm tình hình, là coi như là kịp thời là phát hiện các cái đối tượng là lưu manh côn đồ hung hãn, mình có cái bắt giữ xử lý kịp thời, nhất là các cái băng nhóm tội phạm cũng như là vi phạm pháp luật. Cái công tác phòng chống cháy nổ thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng coi chuẩn bị các cái trang thiết bị phương tiện là coi như là kỹ thuật nghiệp vụ cũng như là các cái máy, các cái tổ máy để sẵn sàng ứng trực để kịp thời là coi như là ứng phó với cái tình huống là có thể xảy ra. Sự kiện Hương rừng U Minh năm 2022 diễn ra với 10 hoạt động nổi bật. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được huyện U Minh triển khai cơ bản hoàn tất. Cùng với đó là công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo trong lưu thông được các lực lượng phối hợp chặt chẽ. Tin rằng sự kiện lần này sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thật thú vị, ấn tượng cho du khách gần xa.